cái mặt con bữa nay sực Ủa khờ bạn quá gì? vậy. Ngày mai, Ủa con nên là sao vậy nhỉ? ngày mai cha nướng xem BBQ ốc cột Dạ. cầu dương cầu biên bư, gì Biên cầu Mai cầu hả? biên mai, Cầu Biên Mai, what else nhỉ? cầu biên mai là trắng trắng Thịt của ốc á em. á, thịt của ốc á, thịt đốt của ốc Ngon lắm em. Không ngon. Không xem phải là con ếch tròn ếch như đâu, không nè, phải con ếch đâu. Nam còn như cái gì nữa Nam có ăn rồi mà, có con có ăn ăn vừa rồi, con có ăn rồi á, ngon lắm. Còi biên mai, ngày mai còi ơi, ngày mai chắc lặp lại bà phá cho nói Rồi con đi bán về đó hả? không, ngày mai con không có cái gì làm. Bữa nay con có đi bán không? Có bà Mặc bán giỏi quá, có ngân nhiều, bán được bán nhiều ngon à? của con. Dạ Con bán bánh của con hả? dạ Bữa nay giờ mình khờ khạo đi. Thôi vậy con đi nằm mệt nhiều. vậy con đi ngủ đi con. Con bán về mệt là ngủ đi con. Con muốn ăn bây Hỏi ăn gì? Hỏi con ăn muốn ăn cái gì? con muốn ăn cái gì ngọt ngọt thì nó chua không ạ? Ngọt ngọt chua chua. Nước tắc. Thôi ở bển con không có nước tắc, con làm nước chanh uống đi. Nước chanh Ôi bây giờ nước cam rồi là bà. Nước cam. Ủa vậy muốn uống nước cam hả? Tối rồi uống nước cam đâu tử. Ăn ăn cái gì chút chút vô, ăn chút chút vô. Rồi uống nước cam. Rồi bà Ăn gì? Ăn xúc xích hả? Bây sao giờ đâu sầu đâu, ăn sầu đâu. Ừ không được, không tốt đâu. Tối ăn sầu đâu không tốt đâu. Tối ăn sầu đâu á, nốt nốt. Không tốt đâu con. Tối ăn không có tốt, sầu đâu á ăn không tốt. Nó không tiêu. Con ăn rồi con bỏ đấy. Bây giờ đi toilet bỏ chứ. Đi toilet bỏ trước là nghe. Là đi đâu, đi đâu, đi toilet bỏ trước là đi đâu? Em nói gì vậy? Đâu hả, con ăn rồi ăn rồi hả? Bây giờ con muốn ăn cái gì nữa? cam mà bà Nước cam cũng được. thôi tối rồi uống nước cam nó Tại sắp ruột sao đâu, bỏ đường nhiều nhiều chút ngọt ngọt á. thôi em tối rồi đừng uống nước cam em. Đâu con ở mệt uống nước đây cam nó mới có khỏe con chứ, giỡn ngoài trời. Mệt uống nước cam khỏe, con uống đi. Nước cam con để mật ong vô. đi Được. ngủ Bye nha con. Đi ngủ đi. Ngủ đi con. Good night. Good night. bye See bye tomorrow bye you again. Hẹn ngày mai, đúng rồi. Tomorrow. See you tomorrow. đúng rồi gặp lại ngày mai đi Goodbye, see you tomorrow. Goodbye. Good night, good night, good night, good night. Good night chứ không phải midnight đâu. Good night. Rồi. Rồi, chào cả nhà nha. Chào cả nhà thân yêu, các con các cháu nha. Bữa nay là mình cũng không biết giờ quẩn nè. Quẩn ơi quẩn quẩn làm cái món barbecue nướng đó nha. Rồi, món barbecue nướng rồi cầm lên em hai ba cây coi. Cái này là hải sản, cái này là còi biên mai. Còi biên mai nha, còi biên mai. Nếu mà ai có đi du lịch về Còi Ống biên Quốc rồi mai. hoặc là chỗ khác á, Còi vùng biên biển á. mai ở bên Hàm Ninh bán đó. Cái còi này là còi biên mai nha, còi biên mai ăn rất là ngon nha. Nó giống như còi còi ốc Ăn như vậy cả ốc vậy nhà. đó. Nó giống như ốc nhưng mà nó là cái còi nha, còi của ốc á. Ngon lắm. Nè, nướng ngay. Rồi bây giờ mình bỏ lên nướng nha cả nhà. Cầu biên mai, Còi, còi. cầu biên mai, Cái còi biên mai. Cái này là cầu đặc ốc sản. á, đặc Cái này sản đặc luôn sản Phú Quốc. Thơm ghê luôn, cái này màu chín lắm mấy nha cha. Cái này lửa cái chưa được, à, chừng nó cái món này là cái món đặc sản nha cả nhà. Cả nhà có đi vùng biển rồi, còi 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 biên còi mai. biên mai á, là rất là ngon nha cả nhà. Nó là cái dạng là ốc đó, mà nó là cái còi nha. Hello cả nhà, nước mắm thần thánh đây. Đây nước mắm thần thánh là muối muối ớt ớt hải sản. nha, muối ớt hải sản nha, rất là ngon nha, chấm đúng bài luôn. Tưới lên đó, nước mắm thần thánh nha cả nhà, muối ớt ngon lắm nha. Rồi.
cả nhà, mời cả nhà nha, cả nhà các con các cháu nha, dùng đi. Còi Biên Mai nha, còi Biên Mai nha, đặc sản Phú Quốc luôn, rất là ngon nha. Còi Biên Mai ai mà đi du lịch ăn món này mới gọi là đi du lịch nha cả nhà. Rồi ok, mời cả nhà. Nóng nha, nóng. Không có văng đó. Không, này nếm bấm thần thánh hải sản mà ngon lắm, mời cả nhà đi. Rồi, ăn nha. Ngọt. Mình nó cố nè. Hả chị Hai? Ừ. Cái người mà ta biếu ta cho mình á cả nhà. Mà mình không biết nó nằm ở trong cái vỏ hay là nó nằm nguyên đập thân của nó là cục này ở dưới biển nữa, không biết nữa, không hiểu nữa. Thì ông ngồi đây em mới ăn hết trơn rồi. Ừ, ngồi vậy đó. Làm như là bả nhạt pha với tao rồi. Con người sống mới có mấy chục năm mà nhạt pha chơi kiểu đó không được rồi, không mời. Tôi lúc nào cũng trung thành trung thủy hết trơn á. Không, chết gì đàn bà, chết gì vợ gì con. Mà gì vợ con gì mà ngồi cách xa của này tôi thấy là lợt nhạt rồi. Lợt nhạt, lợt còn nhạt nữa. Lợt rồi còn nhạt nữa. Tình phôi phai. À, mẹ đút đi ra miếng kìa, lấy tình cảm coi. Thôi, ổng ăn hết được rồi, đút chứ. Đâu, đút thể hiện coi sự... Không thích đút. Thử. Đút đấy, bây giờ, đút miễn cưỡng đút quá. Đút cho đàng hoàng, gỡ ra từng miếng rồi chấm nước hải sản, mắm hải sản rồi đàng hoàng. Rồi đút rồi phải nói anh là... Thật quá. Ăn giùm em một miếng này đi. Cái đầu này vô trong mặt à. Ăn giùm em miếng này đi. Cái miếng này là cái tình cảm mà nào giờ phải nói, không nói sao tôi nghe cho coi được mới được. Lúc rồi nói sao, nói phải có cái tình nghĩa tình cảm thì mới nha. Giờ Tết rồi. Giờ Tết rồi, nói sao. Không. Ờ rồi đút ăn đại luôn nè. Rồi. Nhưng mà cũng phải có cái gì chứ. Cái gì đưa thảy vô nè. Từ từ. Nóng. Nóng đâu da này nguội rồi. Miếng này đút tôi thấy cũng không có ngọt mấy không? Không tình, không tình cảm nha. Đít kiểu miễn cưỡng quá. Để xuống đi. Đó, mẹ đút nó vô trà đó. Đút nó vô cho nó phỏng miệng ổng luôn á. Mẹ này chín rồi nè. Rồi, thay dầu. Bỏ ơi. Xe đi. Yeah. Cái gì coi? Từ xa rồi, bà má bà má. Ờ, con ở xe hả? Rồi, ai chở? Mẹ chở hả? Ủa không thấy hả? Đúng rồi. Rồi thấy chưa con? Thấy chưa? Thấy rồi bà. Ừ. Đẹp quá ta. Thấy rồi. Bữa nay đẹp quá ta. Beautiful. Beautiful. À. Beautiful. Anh dễ quá ta. Không đẹp thiệt mà, đẹp thiệt mà. Tiếng Thái nói sao con? Tiếng Thái nói đẹp nói sao con? Sụi mát lời. Sụi á? Sụi mát, sụi mát, sụi mát là đẹp quá. Sụi mát lời á? Đúng rồi. Sụi mát lời, sụi mát lời. Lời mát sụi, lời mát sụi. Bà, ăn muốn ăn cái gì làm ạ? Ờ, muốn làm cái gì ăn? Muốn làm có nhiều con nè. Nhiều, nè con thấy không? Này nhiều nè con. Ngon không? Ok. Nè. Nhiều. Cái này con ăn hết một mình nó con cũng hết mà. À cái gì? Vậy con một mình là con ăn hết luôn hả con? Trời ơi con ăn mạnh quá con. Ừ. Qua đây đi. Qua đây bá làm cho con ăn. Dạ. Ừ. Cái này mẹ đúng trước con giúp mẹ làm cái này chuẩn bị cái này rồi mà. Ủa bên Thái có hả? Có. Ở đây. Ở đây ha. À. Có. Lại cho mẹ hả? À. Ờ ngon. Ờ sở sâu đó, nướng đó. Con có ăn chưa? Ăn rồi. Có ăn rồi hả con? Đúng rồi bà. Ừ. Vậy hả con? Ừ. Đẹp quá em ơi. Ủa giờ con đi đâu vậy? Con đi đâu vậy con? Đi chợ. Mẹ xin hai cái xe ăn nhiều. Mấy? Máy cho lửa chén bà. À, mua máy rửa chén. Mua máy rửa chén. À, ok. Không có thời gian làm chén. Mua cái này. Ừ, mua cái này. Là không có thời gian rửa chén cho nên mua máy rửa chén. Đúng rồi, đúng rồi. Phải mua chứ con. Mua để làm nó đỡ nó đỡ mệt đó con. Không có cực. Thấy không? Đúng rồi, chín hả? Nè, chín từ từ nè cha, con. Cha ăn cho bé Nam thấy nha. Giờ cha ăn cho con thấy nha. Nha, ăn cho con thấy nha. Nè, chấm nước hải sản nè. Thấy không? Chấm nước hải sản nè. Thấy không? Chấm nước hải sản.
Inverter. 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 Invite đâu không có invite. 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 Invite you it. Invite you it. It. Invite. Mẹ rồi mẹ. Mẹ ăn trước đi. Ba ăn hết mà mẹ ăn chưa. Con qua đây đi rồi cha làm cho con ăn ha. Dạ bà. Dạ. Ngon không con? Rồi là con mẹ con biết rồi á. Ăn chung với barbecue ngon ngon, mặn mặn, ngọt ngọt, chua chua. Lấy mắm vuốt và chấm nạn coi. Lâu. Giờ nào con qua đây mẹ làm. Giờ nào con qua đây mẹ làm cho con ăn. Chính chưa bà ba đi. Chính rồi. Chính rồi. Chính rồi. Nè khét luôn nè con, khét luôn chứ chính gì nữa con nè, khét luôn nè con. Cái luôn rồi nè. Con chăm sóc của chính chưa không biết nữa. Đấy, chính luôn nè. Không. Không có ăn lại gì. Có. Anh Di làm video con rồi. Cho người tàu la làm video nhiều nhiều ăn biết. Cho người. Cho người tàu lao làm video nhiều nhiều hả? Con sợ anh Di nhịn đói hả? Con sợ anh Di đói hả con? Thôi, nói chung là anh thấy em đẹp là anh no rồi. Đẹp là no rồi. Ôi, nó sao được nhỉ? Anh thấy, anh nhìn em á, anh thấy em đẹp là anh no rồi. Nè anh con nói gì mẹ? Mẹ con biết tiếng Việt không? Mẹ con biết tiếng Việt không? Mẹ con có biết không? Không có biết. Không có biết hả? Hèn chi? Cũng như là... Ôi chị xui đẹp quá, chị xui đẹp quá, chị xui xui mát, xui mát hả? Mâm xui mát lơi, mâm xui hả? Mâm xui mát lơi, mâm xui mát lơi, mâm xui mát lơi, mát lơi mát lơi. Ơi, chị xui đẹp gái quá, mâm very beautiful, mâm hả? Mâm very beautiful. Mom, mom very beautiful. Mom very beautiful. Dạ, bà ba, mẹ nghe rồi. Nghe hả? Dạ, xe bay đi, xe bay đi á. Xe bay. Xe bay đi. Đi chào con bà ba đi mấy. Xe bay đi mấy. Xe bay đi mấy hả? Mấy, xe bay, xe bay. Rồi, tạm biệt em. Sao bay là khắp gì đó, gì đó. Sao bay đi máy. Sao bay đi khắp. Sao bay đi khắp. Sao bay đi khắp. Đi khắp là xin chào bà. Ừ, rồi em chào tạm biệt các bạn đi em. Rồi chào đi con. Mẹ kìa mẹ. Sao bay đi khắp đi chứ. Sao bay đi khắp. Sao bay đi khắp. Dạ. Dạ. Rồi bye bye em. Chào các bạn nha. Chúc các bạn ăn chung xem video của bà ba ăn chung với bà ba đó các bạn ơi. Bà ba với mẹ là không có bạn, không có ai nhờ hồi xuống ăn chung cho các bạn xem video bà ba với bà ba nhiều nhiều nè. Bà ba bà ba là cái gì không biết nói rồi đi. Ủng hộ bây giờ nè, ở đây à, ở nhà của con không có ai nó đi chơi đi mua cái gì ăn sợ bị hai lần rồi đúng không bà ba? Đúng rồi, COVID hai lần, COVID đó con. Đừng có đi nhiều. Không có ai đi chơi. Okay. Bye bye. Yeah, bye 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 bye. Yeah, bye 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 bà xui, bye bye chị xui nha. Bye bye chị xui bye nha. chị xui cả nhà ơi, các bạn các con cháu ơi, chị xui bên đây bye 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 với bà bá rồi. Ok rồi. Rồi rồi sang năm là đáng dạy con trâu ra qua cưới luôn. Con à, sang năm là ba bá có bao nhiêu dụng vườn ba bá bán hết luôn đi, cưới vợ cho anh Duy luôn. Rồi rồi bay nha con, rồi bay.
Dạ rồi, con đi rồi con, bye bye bye. Bye. Rồi ba ơi, dạ. Trời ơi, hồi nãy giờ chị Xui ba, nói chung là chị Xui chưa có chào tôi lần nào hết trơn á. Mà chuyện là chị Xui chào chắc chị Xui chịu rồi á. Chắc sang năm tôi bán ruộng vườn tôi đi qua bển luôn. Với công chúa tôi về mới được. Trời ơi. Thôi cả nhà, bây giờ mình cũng chia sẻ cái đây cả nhà ơi. Hôm dài á, bà xã cũng làm vài chục khủ có cơm cả nhà. Cũng tìm kế sinh nhai thôi. Đó, bây giờ sao bây giờ? Làm gì cả nhà coi, mình cũng còn chút đỉnh cá cơm, cả nhà ủng hộ cho ba bái nha cả nhà. Nó ngủ có 80 ngàn cả nhà, cá cơm mè cây để Tết ở nhà ăn rất là ngon cả nhà. Ăn nhậu cũng được nữa, mà ăn chơi cũng được, mà ăn thiệt cũng được nữa, nhất là ăn nhậu nha cả nhà. Ăn nhậu là Tết mình uống bia đó, mình đem ra cái dài hộp đậu phẩm cá cơm này, trời ơi, nó không lắm thì ngon. Nhậu tới đâu bắt tới đó, đó ngộ chết người luôn đó, nhậu hoài nhớ mãi luôn đó. Nhớ mãi luôn cái mùi Phú Quốc luôn á cả nhà ơi. Cá cơm mè cây Phú Quốc nha cả nhà, ủng hộ nha cả nhà. Còn mấy chục hũ á, mà mấy chục hũ mà nói tiếng nó làm cũng đâu có đủ ăn Tết đâu cả nhà. Mà nếu cả nhà ủng hộ nhiều nữa thì mình làm thêm chút xíu nữa, thêm chút xíu nhiều nữa để cho có cái thu nhập chút, để mình trang trải chút xíu cho cả nhà. Rồi cả nhà ủng hộ nha, các con cái cháu cả nhà ủng hộ. Nè em cầm lên, em cầm mũ, tôi không cầm mũ. Chào nha ba nha cả nhà. Rồi tới đây xin dừng nha cả nhà clip nha. Bye.